Bộ kế hoạch và đầu tư vừa ký nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lập địa án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập đề án cho phù hợp. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu và thuê tư vấn, ưu tiên tư vấn quốc tế để lập đề án bao gồm các đề xuất về cơ chế, chính sách xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, trong đó cần nêu rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội các bộ ngành và thành phố đà nẵng giao ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lựa chọn nhà tài trợ và đơn vị tư vấn để xây dựng đề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành